một con dốc dựng đứng luôn, nó chéo lên đến tận 45-50 độ cơ, mà xe vẫn lên phầm phầm luôn, rất khỏe, rất nhẹ nhàng. Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và thời gian giãn cách xã hội thì đã hết rồi. Và ở hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2020, trong clip ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ xin chia sẻ đến quý anh chị khách hàng một cái dòng model xe mà rất nhiều anh chị cũng đã hỏi rất nhiều lần rồi. Đó chính là chiếc Fortuner năm 2020 phiên bản TRD phiên bản 2020. Xe thì sử dụng động cơ 2.7 máy xăng dẫn động cầu sau. Ở trong clip này thì Văn Hội sẽ chia sẻ về cái bảng giá, chương trình khuyến mại, và đặc biệt nhất đó chính là tổng quan cái hình ảnh ngoại thất ở bên ngoài cũng như nội thất ở bên trong chiếc xe Fortuner phiên bản TRD thì nó sẽ có cái khác biệt gì về bảng giá cũng như hình thức so với cái phiên bản 2.7 tiêu chuẩn. Thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn ngay từ phía đầu xe ở đây, với một cái giao diện thiết kế cực kỳ là thể thao và bắt mắt. Toyota Fortuner TRD năm 2020. Ngay từ phía đầu xe chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần body kit ốp cản trước đã được lắp thêm so với phiên bản 2.7 tiêu chuẩn. Tiếp theo, ở phần mặt ca lăng, lúc này là mặt ca lăng, các bản ca lăng này sẽ được sơn đen thay vì mạ chrome, chỉ còn lại là logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Giật xuống phía dưới, chúng ta có thêm logo TRD màu đỏ, cực kỳ ấn tượng và nổi bật. Chúng ta nhìn xa cái là có thể thấy ngay được rồi. Thế vậy thì phía đầu xe chúng ta thấy ngay sự khác biệt đầu tiên, đó chính là có mặt ca lăng khác, logo TRD, ốp body kit. Cùng với đó thì chúng ta sẽ nhìn đến với cái bảng giá luôn. Bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1 tỷ 158 triệu, trong khi đó phiên bản TRD chúng ta sẽ là 1 tỷ 199 triệu. Thế đâu đó thì chúng ta sẽ rơi khoảng tầm thêm 41 triệu. Vậy 41 triệu thì chúng ta sẽ được những cái gì? Đúng, chúng ta sẽ có thêm một mặt ca lăng này, một logo TRD này, toàn bộ bốp body kit ở phía cản trước. Rồi, còn sang bên phần phía thân xe, sườn xe ở phía bên trái của chiếc Toyota Fortuner TRD 2.7 2020, chúng ta sẽ thêm thấy một sự khác biệt nữa so với phiên bản tiêu chuẩn. Đó chính là chúng ta sẽ có thêm một bộ la răng. La răng ở đây là dạng da lăm phay, với lên đến là chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 chấu 3 hàng kép cơ. 6 chấu như lại là 3 hàng kép, rất thể thao và rất khỏe luôn. Cùng với logo TRD ở ốp mặt bích của phần la răng, cả 4 la răng ốp mặt bích TRD cùng với dạng la răng phay. Chúng ta cũng nhìn qua cái thông số luôn, la răng lên đến 18 inch với kiểu lốp bản rộng 265/60R18. Di chuyển sang phía di chuyển phần thân xe tiếp theo, chúng ta vẫn có cái phần đèn xi nhan ở trên gương tích hợp. Ở phía trên nóc xe chúng ta có phần nẹp dọc nóc xe. Ở đây Văn Hội kiểm tra thấy là đây là dạng nhôm đúc sơn màu ghi đậm, rất thể thao và cá tính. Ở phía dưới cũng như phiên bản tiêu chuẩn, chúng ta có một bệ lên xuống hàng theo xe được sơn màu đen, trông rất khỏe khoắn. Văn Hội sẽ test thử. Ở đây đó chính là cái chiếc chìa khóa. Thì chúng ta có thêm một cái phần tay nắm cửa mạ chrome sang trọng và sáng bóng, tích hợp với công tắc. Công tắc này là công tắc của hệ thống chìa khóa thông minh. Thay vì là chúng ta khi ra khỏi cửa xe mà chúng ta bấm khóa cửa, chúng ta cũng chỉ cần bấm. Rồi, chúng ta sẽ thấy được thêm một sự khác biệt gì nữa. Văn Hội đánh giá là chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là cái tem này, tem TRD Sportivo này, sẽ được dán ở cả cánh trước cũng như là kéo dài sang phía cánh sau. Không hết đâu ạ, chúng ta sẽ còn được nối thêm một điểm đến phần của ốp cản sau. Vậy ốp cản sau này lại có một cái điểm gì khác biệt nữa? Xin mời anh máy quay sẽ di chuyển dần sang để chúng ta thấy được
từ phía bên trên với anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại bắt sóng radio cực tốt. Tiếp theo đến là một cánh lướt gió dạng thể thao cao cấp. Di chuyển xuống phía dưới, chúng ta có đèn dạng công nghệ LED cho cụm đèn hậu phía sau. Mặt phía sau của ốp, phía sau chúng ta sẽ có một cái ốp mạ chrome kết hợp với phía dưới, đó chính là cụm đèn, cụm camera lùi theo xe và logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Cùng với đó, dịch xuống phía dưới chúng ta có cảm biến lùi. Vậy thì vẫn chưa có sự khác biệt. Chúng ta sẽ có sự khác biệt ở đây, đó chính là một cái ốp body kit ở phía cản sau, vẫn với cái logo TLD Sportivo. Và tiếp theo chúng ta lại có thêm một logo TLD Sportivo ở đây, được dán luôn theo xe, tất cả là theo xe luôn. Ok đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy đây là tổng quan chi tiết của cái phần đuôi phía sau của chiếc Toyota Fortuner TRD năm 2020. Chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong phần nội thất thì có khác biệt gì không? Di chuyển ngay bây giờ. Hiện tại trên tay Văn Hội đó chính là cái chiếc chìa khóa của chiếc Toyota Fortuner TRD năm 2020. Vẫn với là logo Fortuner này, vẫn với cái chìa khóa này, thiết kế rất sắc sảo, rất chi tiết. Thì chúng ta ngay từ phía táp ly cửa để nhận biết được luôn là xe sẽ được lắp một cái bộ da màu nâu, trông rất sạch sẽ và sang trọng. Bốn kính điều khiển điện sẽ là auto một chạm tất cả các kính. Chế độ gập gương điện, điều chỉnh mặt gương điện, khóa cửa cũng như là khóa kính, kết hợp với một cái chiếc loa bổng hay còn gọi là loa tép ở phía bên cánh cửa. Phía dưới một cái hộc rất to cùng với loa cánh. Di chuyển vào bên trong, chúng ta thấy ngay được hệ thống điều khiển vô lăng với vân gỗ rất sang trọng, và Văn Hội đánh giá cao cái này. Lái nó rất dễ chịu và rất thích nhá. Rồi, còn phần tổng quan nội thất thì chúng ta có gì? Chúng ta có một cái ghế điện chỉnh rất dễ chịu luôn. Một bộ công tắc cảm biến được tích hợp theo xe, điều chỉnh về cái phần lên xuống của đèn pha cốt, một lẫy nắp giật bình xăng cũng như là nắp cabo. Vô lăng chúng ta cũng sẽ có nút điều chỉnh luôn, điều chỉnh theo ý muốn. Và xin mời máy quay sẽ ngồi ra phía sau để chúng ta nhìn lên phía trên. Và đây là tổng quan giao diện nội thất bên trong của chiếc Toyota Fortuner 2.7 TRD 2020. Nhìn từ phía trước, ngay phía bên người lái, chúng ta có một giao diện đồng hồ hiển thị đa thông tin. Bên trái đó chính là đồng hồ của vòng tua động cơ. Ở giữa một màn hình IMIT hiển thị đa thông tin, báo rất nhiều cảnh báo như là báo nhiên liệu, Bluetooth hoặc là các cảnh báo sơ bộ. Chúng ta cái màn hình IMIT này nó điều khiển bằng cái các công tắc lớp layer ở đây các bạn ạ. Rất hay luôn. Cũng như là điều khiển chỉnh từ Bluetooth hoặc tin nhắn, các cài đặt phụ trợ rất nhiều. Còn phía bên phải đó chính là một cái đồng hồ vận tốc. Phía dưới là chúng ta có đồng hồ của báo xăng, cũng như là bên trái phía dưới đó báo nhiệt độ nước. Ok, chúng ta có thêm một công tắc của đèn pha tự động và điều chỉnh cả đèn sương mù phía trong, cũng như đèn lăng tét. Bên phải đó chính là cái điều khiển của gạt mưa cả phía trước lẫn phía sau, có nút điều chỉnh in time. Chúng ta có thêm lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng cộng trừ, rất tuyệt vời luôn. Xe sử dụng là hộp số tự động lên đến 6 cấp, rất mượt mà. Điều khiển volume trên vô lăng, điều chuyển kênh, chuyển hệ, cũng như là kích hoạt giọng nói và thoại rảnh tay. Bên phải này vẫn như Văn Hội vừa nói đó, trên điều khiển màn hình IMIT đa thông tin. Chúng ta có thêm tính năng Cruise Control, giữ ga tự động theo hành trình. Khi chúng ta bật thì sẽ có cái công tắc màu xanh ở phía trên kia. Cái cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, các bạn ấn vào để nổi đèn xanh lên, sau đó ga trên 40 km chúng ta gạt xuống chữ set, nó sẽ nổi thêm một đèn nữa để chúng ta ga tự động. Và muốn tăng ga thì ấn gẩy lên, giảm ga đẩn xuống, cũng như là muốn thoát là bấm gõ móc lên, bấm cancel hoặc tắt hẳn thì chúng ta tắt hẳn ở đây luôn. Ok,
Vậy là phía bên tổng quan phía đường trước, chúng ta sẽ nhìn sang bên phải. Từ phía trên chúng ta có một đồng hồ thời gian rất tuyệt vời luôn. Đồng hồ thời gian này đôi khi nó rất trực quan để khi nhìn, thành ra chúng ta quen mắt, và cả cái người đằng trước lẫn cái người đằng sau ấy nhìn vào phát biết là à đây là giờ thời gian, rất hay luôn, tiện nhìn. Chúng ta có một cái màn hình giải trí đa thông tin, màn hình này thì chơi được cả đĩa DVD này. Chúng ta để nhìn xem còn có những cái kết nối gì khác nữa. Ví dụ thì chúng ta còn có thêm cả audio phone, chế độ eco, setup USB 1.2, cả cái kết nối cũng như là mirroring. Mirroring dạng như kiểu là hiển thị cái hình ảnh, rất hay luôn. Chế độ audio đây rất tuyệt vời, tắt nguồn AM, FM, đĩa. Ở phía dưới thì chúng ta có một cái cảnh báo của Passenger Airbag, cảnh báo túi khí, dây đa an toàn, rất hay. Điều hòa chế độ tự động. Có một cái điểm hay ở cái điều hòa này nữa ấy, đó chính là nó không chỉ là chúng ta tự động ở hàng ghế trước này đâu nhá, mà chúng ta ở hàng ghế thứ hai thì anh máy quay sẽ quay chạm vào đây này, vẫn không có chỉ được. Các bạn đang nhìn thấy đây, chỉnh được cái điều hòa tự động ở hàng ghế thứ hai, cũng như là toàn hai thêm cái hai cái giải nữa của cái hàng ghế thứ ba, rất hay luôn. Ok, chúng ta có một cái cốp phụ, nhiều khi để những cái đồ nhanh nhỏ chúng bấm nhanh ở đây. Còn xuống phía dưới chúng ta có một cái cốp chính. Thì cốp chính này nó có một cái điểm hay là chính là nó tích hợp luôn cái chìa khóa phụ. Chìa khóa phụ này thì các bạn dùng rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần gẩy cái lẫy ở đây ra là chúng ta đã có một cái chìa khóa để dùng và cắm vào đây rồi, rất tiện luôn. Ok, đó chính là cái phần tổng quan ở bên trong nội thất. Còn xuống phía dưới chúng ta có thêm một bệ trung tâm vẫn được sơn màu vân gỗ đồng tông với cả cái màu ghế này, rất hay luôn. Chúng ta có hộp số zig zag, số tự động, tích hợp cả số sport, không chỉ chỉnh ở dưới tay này mà chúng ta còn gẩy ở trên này được. Đây, con hội sẽ vào dạng số S đây. Nó sẽ báo ở đây này các bạn này, nhìn này. 1 2 3 4 5 6. À, chúng ta sẽ có lên đến 6 cấp số. Chắc chắn là đi rất mượt mà rồi. Rồi, chúng ta có thêm nữa, đó chính là cái nút eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như nút power để tăng tốc, và đặc biệt nhất như các anh chị quan tâm nhất đó chính là cái nút cân bằng điện tử. Tính năng cân bằng điện tử, chúng ta muốn tắt khi vào xa lề giữ 3 giây. Đổi đèn TRC turn up đây. On up. Đó, rất hay luôn. Vẫn có cốp phụ. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa tổng quan ở phía ngoại thất cũng như là chương trình khuyến mại, và Văn Hội sẽ lái thử để di chuyển lên trên tầng để cho các bạn biết được. Ok. Ok, Văn Hội vừa nổ máy chiếc Toyota Fortuner TRD 2020. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm để chúng ta di chuyển lên trên một con dốc. Rất đơn giản luôn. Chúng ta sẽ bật điều hòa lên. Rất hợp lý. Ok. Văn Hội sẽ di chuyển dần vào. Lái rất nhẹ các bạn ạ. Chứng tỏ là cái tính năng trợ lực lái rất tốt luôn. Ok. Điều hòa thì rất mát rồi. Vừa mới bật xong mà điều hòa đã cực mát rồi. Điều hòa rất mát. Ok, chúng ta đang di chuyển với số D. Chúng ta sẽ đi với số D nào. Chúng ta sẽ đi với số D. Và trước khi đang có một chứng ngại vật đây, Văn Hộ sẽ test thử. Xe có luôn camera lùi cũng như là hệ thống cảm biến lùi tích hợp theo xe luôn. Rất tiện, rất hay, rất chủ động. Rồi, chúng ta lại bắt đầu hành trình của mình đi lên trên con dốc để xem là rằng là với động cơ 2.7 thì độ mượt mà, độ tăng tốc sẽ là như thế nào. Văn Hội đánh giá rất cao vì là ga nhẹ cái đã đi rồi, rất nhanh luôn, rất chắc chắn. Ok, rất hay đấy ạ.
chúng ta di chuyển nhẹ nhàng. Có thể thấy được là đầu tiên đó chính là cái khả năng cách âm. Chúng ta có cái khả năng cách âm rất tốt, êm ái, nhẹ nhàng. Động cơ 2.7 TRD Toyota Fortuner 7 chỗ ngồi, 2.7 dẫn động cầu sau thì các bạn biết rồi, rất tiết kiệm nhiên liệu. Rồi chúng ta chuẩn bị đi lên trên một con dốc. Tôi sẽ di chuyển dần vào số SC. Hay chúng ta còn dùng lẫy chuyển số thể thao ở đây. Văn Hội đang gẩy đây, gẩy nhẹ nhàng, ga rất nhẹ thôi. Văn Hội còn chưa chỉ cần đệm ga nhẹ thôi, chưa cần ga gì nhiều cả. Vòng tua động cơ chỉ có 1.100 vòng phút. Với động cơ 2.7 lên trên một con dốc dựng đứng như thế này mà xe lên như không, không có gì luôn, gần như không phải đệm ga một tí nào cả, chỉ nhích nhẹ thôi. 1.100 vòng phút mà cái chiếc xe nặng lên đến hơn một tấn, rất nặng luôn mà đi như không, rất nhẹ nhàng, rất tuyệt vời. Đèn pha tự động tự bật sáng khi vào tối, rất hay, rất hợp lý luôn. Rất là ít cái chỗ để chúng ta đỗ đây. Đây là chúng ta đang đi cất chiếc xe này để chuẩn bị đến giao cho một anh khách hàng thân yêu. Rất hợp lý. Tuy là xe to 7 chỗ nhưng lại rất dễ lái các bạn ạ. Vì sao? Vì rằng chiếc xe này cao, thành ra là cái khả năng quan sát là rất tốt. Khả năng mà chúng ta quan sát rất dễ dàng, rất tốt luôn. Rất dễ có thể lái lên trên các cung đường. Các bạn là ở những cái giải này thì chúng ta nhớ là đi ở giải SC sẽ rất hay luôn. Rất hợp lý để chúng ta di chuyển. Lại một con dốc nữa. Lại một con dốc nữa nhá. Các bạn đi rất đơn giản. Ga nhẹ một chút là xe đã đi được rồi. Rất hợp lý. Ok, vậy là hành trình test thử lên trên một con dốc. Chúng ta lùi nhẹ nhàng và thử nhích lại một lần nữa lên con dốc. Xem nhả phanh không tụt dốc các bạn ạ. Văn Hội chưa cần đệm phanh. Không cần đệm phanh mà xe với tính năng là như là khởi hành ngang dốc luôn này. Ga nhẹ là lên. Ga nhẹ là lên luôn. Rất đơn giản, chưa đến 1.000 vòng phút luôn. Lúc này chỉ còn có 800 vòng phút mà xe đã vẫn lên như bình thường. Rất hay luôn. Phải nói là động cơ 2.7 cực kỳ là tiện lợi và khỏe khoắn. Ok, và các bạn đang nhìn đấy ạ. Một con dốc dựng đứng luôn, chéo lên đến tận 45-50 độ cơ mà xe vẫn lên phầm phầm luôn, rất khỏe, rất nhẹ nhàng. Và Nội vừa test thử xong. Vừa rồi là chia sẻ tổng quan về cái hình ảnh ngoại thất cũng như là nội thất chi tiết nhất ở bên trong chiếc xe Toyota Fortuner TRD năm 2020 với chương trình khuyến mại cực kỳ là hấp dẫn, khuyến mại trực tiếp từ tiền mặt lên đến hơn 100 triệu đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời quý anh chị khách hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để Văn Hội được chia sẻ và phục vụ chu đáo nhất. Và một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Goodbye! Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye!